Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Ha. Thì cái video ngày hôm nay á, mình hướng dẫn các bạn sửa lỗi một cái lỗi khá phổ biến khi mà các bạn cài cái phần mềm ghi hình á, Camtasia 2022. Thì cụ thể là hôm nay mình cài xong á, mình mở chạy lên thì nó sẽ báo một cái lỗi như thế này. Tức là chúng ta không thể khởi động cái Camtasia bởi vì cái thư viện này nè, nó đang bị lỗi. Thế thì có hai cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện xảy ra cái lỗi này. Thì ở đây cái trang support của techmeet.com nè. Nó nói là do chúng ta cài thiếu cái phần là Microsoft C Runtime. Thì ở đây các bạn có thể bấm vào cái link này. Thì chúng ta sẽ chuyển đến cái trang của Microsoft. Vậy lúc này thì chúng ta sẽ download cái phần Visual C. Và để chúng ta cài lên cái máy chúng ta đó, bổ sung cái phần thiếu thì nó sẽ xử lý được. Ở đây nó sẽ có hai phiên bản, một cái phiên bản là x86, một cái phiên bản là x64. Thì cái này tùy theo cái Windows của bạn á, bạn đang dùng cái phiên bản 64 hay là 32 bit mà chúng ta sẽ chọn tương ứng. Ví dụ như các bạn xài Windows 32 bit thì chúng ta sẽ chọn x86. Xài Windows 64 bit thì chúng ta sẽ chọn là x64. Vậy thì làm thế nào để biết chúng ta đang xài phiên bản 32 hay 64 á? Thì các bạn có thể click phải vào cái disk PC. Ở đây mình đang dùng Windows 11 ha. Nếu mà các bạn sử dụng Windows 10 thì cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta click phải, chúng ta chọn cái phần là Property. Lúc này thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ để chúng ta biết chúng ta đang dùng cái phiên bản gì. Ở đây thì các bạn thấy nè. Chúng ta đang sử dụng cái hệ điều hành là 64 bit. Các bạn thấy không? 64 bit. Thì nếu mà ở đây nó báo 64 thì các bạn sẽ download cái phiên bản là x64. Còn ở đây nó hiện là 32 bit thì các bạn sẽ download cái phiên bản là x86 này. Chúng ta cứ bấm vào chúng ta download thôi, sau đó các bạn cài. Thì nó sẽ xử lý được cái lỗi mà chúng ta đang gặp phải. Tuy nhiên ở đây mới là một cái nguyên nhân thôi. Nó còn một cái nguyên nhân nữa là nó sẽ bị cái chương trình á, diệt virus của Windows nó chặn. Tức là cái Windows Security này nó sẽ lock cái phần mềm đó ha. Nó không cho chúng ta chạy lên. Thế thì cách mà làm dở nhất á, là chúng ta sẽ tắt cái diệt virus đi. Các bạn vào cái phần này nè. Ở đây nó sẽ có cái phần là Manage Setting nè, tức là quản lý cái phần diệt virus đó. Các bạn có thể tắt hết những cái phần này, tức là các bạn chuyển sang Off á. Thì khi mà diệt virus nó tắt đi á, thì cái Camtasia sẽ chạy lên bình thường. Tuy nhiên á, khi mà các bạn tắt diệt virus thì cái máy tính của bạn á, nó không có được bảo vệ. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể dẫn mở cái diệt virus này mà nó cho phép chúng ta chạy được cái phần mềm Camtasia? Thế thì các bạn kéo chuột xuống phía cuối ha, nó sẽ có cái phần ngoại lệ nè. Ở đây các bạn sẽ bấm vào cái nút là thêm hoặc là gỡ bỏ cái chương trình ngoại lệ đó. Chúng ta bấm vào. Ở đây nếu những cái nào mà chúng ta thêm vào đây á, thì cái chương trình diệt virus á, nó sẽ không có quét, nó sẽ không kiểm tra. Ở đây các bạn thấy mình đã thêm vô cái chỗ cài đặt của mình nè, ODD. Cái này thì bình thường các bạn cài á, nó sẽ là ODC ha. Ở đây thì mình cài OD. Program File nè, Techmeet nè, Camtasia 2022. Thì lúc này cái chương trình diệt virus á, nó sẽ loại bỏ đi, nó không có quét cái này nữa. Thì các bạn có thể hoàn toàn tương tự là các bạn bấm vào cái phần Add này nè, ha, tức là thêm cái ngoại lệ đó. Sau đó các bạn có thể chọn cái folder. Chúng ta sẽ không kiểm soát cả một folder luôn. Sau đó các bạn sẽ chọn cái đường dẫn đến cái chỗ mà các bạn muốn nó ngoại lệ. Ví dụ ở đây mình chọn OD nè, rồi ROM file nè, Techmeet nè, Camtasia 2022. Sau đó các bạn bấm vào cái nút Select Folder thì nó sẽ ra được cái đường dẫn như thế này. Và lúc này thì các bạn có thể mở được cái phần mềm Camtasia 2022 thoải mái ha. Nó không bị chặn nữa. Rất là đơn giản. Thì vừa rồi á là mình chia sẻ hai cái cách để các bạn có thể khắc phục được cái lỗi không mở chạy được Camtasia khi mà báo lỗi như thế này.
Thì nó có rất nhiều cái lỗi. Nếu mà các bạn gặp phải đó, thì các bạn có thể để lại những cái bình luận bên dưới cái video này á. Mình sẽ xem và mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.